mẹo ủi quần áo nhanh mà không cần dùng đến bàn ủi. Bạn đang chuẩn bị ra ngoài những chiếc áo mặc vào người bị nhăn nhúm trông rất xấu xí. Lúc này nếu lột áo ra và dùng bàn là thì rất mất thời gian nhé. Tuy nhiên, nếu bạn dùng cách này thì chỉ trong vài tích tắc, áo phẳng như được là cả tiếng đồng hồ đấy. Cách là quần áo nhanh. Sử dụng máy sấy tóc. Nếu chiếc áo vừa mặc lên người trở nên nhăn nhúm thế này thì bạn không cần lo lắng nhé. Lúc này, bạn chỉ cần dùng một ít nước và xịt lên áo cho áo hơi ướt chút là được. Sau đó, bạn dùng máy sấy tóc hơ qua cho khô. Sau khi áo khô thì các nếp nhăn trên áo cũng biến mất luôn nhé. Sử dụng máy ép tóc. Ngoài máy sấy tóc thì máy ép tóc cũng có thể sử dụng trong trường hợp này, nhất là đối với phần cổ áo bị nhăn thế này nhé. Để làm phẳng cổ áo thì bạn cũng dùng bình xịt và xịt một ít nước lên cổ áo. Sau đó, bạn dùng máy ép ấn cho cổ áo phẳng ra là được dùng cách này đôi khi hiệu quả hơn cả bàn là đấy tuy nhiên khi sử dụng mày ép bạn nhớ cẩn thận kèo bòm cổ nhé rất đơn giản và nhanh cực kỳ đúng không đặc biệt những lúc cần đi ra ngoài gấp mà nhớ ngay hai mẹo này thì giống như gặp vị cứu tinh nhé áo vừa phẳng đẹp lại không bị trễ hẹn thì phải lưu hai mẹo này ngay thế nào bạn cũng áp dụng thường xuyên cho mà xem cảm ơn các bạn đã theo dõi video hy vọng video sẽ hữu ích với tất cả mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé hẹn gặp lại ở các video sau mến chào tạm biệt